Ngày 17 tháng 12, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Hạ, 40 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức và Huỳnh Tuấn Huy, 31 tuổi, ngụ quận 10 về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, vào chiều 15 tháng 12, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Đức cùng đoàn liên ngành 814, Công an phường Phước Long B ập vào khách sạn TA trên đường 297, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Tại đây có 4 người đang có hành vi mua bán dâm. Các cô gái cho biết ở khách sạn và được Hạ, chủ khách sạn chứa để bán dâm cho khách với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng một lượt. Mỗi ngày họ tổ chức cho 10 đến 15 người. Công an mời Hạ làm việc, Hạ khai cho các cô gái ở lại khách sạn với giá khoảng 3 triệu đồng một tháng để khi khách có nhu cầu thì đến đây vui vẻ. Sau mỗi lượt, Hạ thu tiền phòng, phí để hưởng lợi. Mở rộng điều tra, công an đưa Huy về trụ sở làm rõ. Huy khai nhận chụp ảnh các cô gái bán dâm từ năm 2019 đến nay. Mỗi lần chụp ảnh, Huy được trả 3,5 triệu đồng. Hình ảnh sau khi có được, Huy gửi cho một người khác để đăng tải lên trang web chào mời khách có nhu cầu. Từ tháng 7 năm 2022, Hạ giới thiệu các cô gái ở khách sạn mình và nhiều khách sạn khác để Huy chụp ảnh và đăng lên mạng chào mời khách.